Kính thưa quý vị, vào ngày thứ sáu tuần tới, ngày thứ sáu 16 tháng 2 năm 2018, đánh dấu một ngày mới của Tết Nguyên Đán năm Mậu Tuất. Và năm nay vào lúc 4 giờ chiều tại OC Fair của thành phố Costa Mesa, lại một lần nữa hội chợ Tết sinh viên sẽ được tưng bừng diễn ra trong 3 ngày 16, 17 và 18. Hôm nay trước ống kính truyền hình, quý vị thấy hình ảnh của anh Minh Phạm qua chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề. Anh Minh Phạm là một trong những người cố vấn cho Tổng hội sinh viên hiện nay. Anh là một người đã ra trường undergraduate của trường đại học UCLA năm 2016. Anh học về ngành sinh hóa và đang chờ đợi để đi vào học ở trường y khoa. Hôm nay Mỗi Tuần Vấn Đề chúng tôi được vinh dự đón tiếp anh để nghe anh nói về hội chợ Xuân Mậu Tuất năm nay như thế nào. Dạ vâng, xin cảm ơn chú Trọng và cũng như là anh Tuấn đã cho em và cũng như là các anh chị trong hội sinh viên lên đây để nói về chương trình của hội Tết sinh viên. Thì cũng giống như hàng năm quý vị biết đó, chương trình hội Tết sinh viên sẽ diễn ra vào 3 ngày. Ngày thứ 6 chúng em có cuộc thi Hoa Khôi Liên Trường và ngày thứ 7 thì chúng em có lễ khai mạc và cũng như là các cuộc thi khác trong làng văn hóa Việt Nam của chúng ta, như là cuộc năm nay chúng em có 4 cuộc thi, như là cuộc thi trẻ em mặc quốc phục đẹp, thi làm thi cắm hoa, đặc biệt hơn nữa có 2 cuộc thi ăn, nếu mà anh hoặc là chú mà có sức mạnh mà có thể ăn được ăn là cái gì? Dạ, ăn phở nhanh và ăn phở nhanh lồng. Ok rồi. Giờ là 2 cuộc thi rất là đặc sắc mà có nhiều người rất là hăng hái muốn ghi danh cho các cuộc thi. Và cái đó vào ngày thứ 7, tối ngày thứ 7 chúng em có cuộc thi, như là cuộc thi tài năng, thì nơi mà các em sinh viên mà các trường, từ các trường đại học có thể thể hiện những cái điệu nhảy của mình trên sàn nhảy, đặc biệt hơn nữa có thể được đủ loại nhảy khác nhau. Và vào ngày chủ nhật thì chúng em từ giờ trưa, từ 2 giờ tới 4 giờ chúng em sẽ có những cái buổi biểu diễn của các hội đoàn trong cộng đồng đến từ các hội đoàn khác nhau. Và buổi chiều tối thì chúng em có chương trình đại nhạc hội, thì đó nơi mà em mời những cái anh chị em, những cái ca sĩ từ những trung tâm lớn từ trong cộng đồng đến mà hát cho quý vị, để cho quý vị có những thời gian khuây khỏa sau một tuần làm việc căng thẳng. Thường thì để tổ chức một coi như một chuỗi các sự kiện như vậy, như Minh Phạm vừa nói ra, thì không biết là Tổng hội sinh viên của Nam California đã chuẩn bị khoảng thời gian bao lâu, như thế nào, có gặp khó khăn gì không, mà năm nay khác gì với năm ngoái? Dạ vâng, thì năm nay giống như anh nói là để có được cái hội Tết sinh viên này, chúng em đã lên kế hoạch cách đây cũng gần 6 tháng, kể từ khi mà tháng 5, tháng 6 năm ngoái là chúng em bắt đầu đã bầu ra các ban tổ chức và đã chuẩn bị tinh thần lên kế hoạch và đã làm mấy cái hợp đồng với trường OC Fair. Thì trong quá trình đó chúng em cũng gặp rất là nhiều khó khăn, tại vì những cái anh chị mới, chính anh chị cũ đã đi mà mới truyền đạt lại cho những các em mới lên làm cho hội Tết sinh viên thì cũng gặp không ít trở ngại. Nhưng mà cái phần mà chúng em thích nhất là đây là các em tình nguyện viên mà đến từ các trường đại học, các trường trung học, không dành thời gian của mình ngần ngại mà tình nguyện học hỏi từ các anh chị đi trước mà để tổ chức được cái hội Tết thật là thành công cho chúng ta năm nay. Thì mình cảm thấy, mình và cũng như các anh chị trong tổng hội sinh viên cảm thấy rất là vui khi mà các bạn trẻ đứng lên mà tổ chức một cái hoạt động mà bảo tồn nền văn hóa Việt Nam của chúng ta. Trong tất cả những cái chuỗi sinh hoạt thì chúng ta nói đến cái yếu tố thành công mà dựa vào đó để đạt được cái kết quả tốt, đó là vấn đề tài chính. Trong quá khứ thì chúng tôi biết rằng quý vị cũng tổ chức nhiều cái hội chợ, nhưng năm nay quý vị có dựa trên những cái thành tích đó để quý vị có thể đạt được cái con số tiền lời của khoảng 1 triệu đô la không ạ? Dạ vâng, thì có cái con số tiền lời giống như anh nói, chúng em không thể nào đến 1 triệu đô la được, mà chúng em có thể khoảng 100.000 cho em chỉnh là con số. Dạ, nhưng mà trong những cái tiền lời quý vị đó biết là hàng năm chúng em hay đưa lại cho các hội đoàn, quý hội đoàn trong cộng đồng và các tổ chức phi lợi nhuận, và hiện nay chúng em đã trao hơn được 1.4 triệu Mỹ Kim. 1.4 triệu Mỹ Kim? Dạ, cho tất cả các hội đoàn trong cộng đồng, cái đó là con số mà chúng em thu nhập được. Và bên cạnh đó chúng em cũng không ngần ngại nhận được cái sự ủng hộ hết mình từ các quý hội đoàn trong cộng đồng. Một lần nữa, nếu quý vị muốn hỗ trợ những cái hiện kim, những thức ăn, nước uống cho các em tình nguyện viên cho hội Tết sinh viên năm nay, xin liên lạc qua số điện thoại 714-388-6711, 388-6711 hoặc vào trang nhà hoichotet.com. Hiện tại bây giờ thì như ví dụ như là những cơ sở thương mại muốn ủng hộ về business cho hội Tết sinh viên đi, bây giờ họ muốn có cái booth, họ muốn có booth đồ ăn, bây giờ còn không? Dạ vâng, anh Tuấn thì giống như anh Tuấn, cảm ơn anh Tuấn hỏi câu này, có nhiều người rất hỏi em về câu hỏi này. Thì hiện giờ chúng em đã hết các gian hàng rồi, kính thưa quý vị, những gian hàng đồ ăn đã hết từ hồi cách đây khoảng tháng 12, tháng 11, nhưng mà các gian hàng bảo trợ chúng em cũng mới gần đây đã hết, và cũng như chúng em có các đài truyền thông và cũng như là các cơ sở thương mại, cơ sở bảo trợ đã mua hết cả các gian hàng của chúng em. Thế xin hỏi anh Minh Phạm,
Năm nay ngày Tết Mậu Tuất sẽ có 2 cái hội chợ, 3 cái hội chợ của người Việt chúng ta ở khắp nơi trong cái Orange County này. Thế trong cái điều kiện chúng tôi chỉ có một cái cơ hội để đi một cái hội chợ thôi. Anh cho biết tại sao đi đến hội chợ sinh viên nào? Dạ vâng, thì cũng giống như Minh đã nói với quý vị là hội Tết sinh viên là đây là một nơi mà để cho các em sinh viên, tại vì các thế hệ tương lai của các bạn trẻ trong cộng đồng, các bạn đã không ngần ngại bỏ những thời gian của mình ra, đã tình nguyện trong 3 ngày của hội Tết sinh viên và cũng như là cách đây khoảng 6 tháng để lên những kế hoạch tổ chức một cái hội Tết mà đặc sắc và đặc nét truyền hóa văn hóa của người Việt Nam của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa là đây là một trong những cái hội Tết lớn nhất trên toàn thế giới trong vòng 37 năm nay, kính thưa anh. Wow, wow. Dạ thì em cũng dạ thì sẵn tiện nếu mà quý vị nào muốn cho con em mình đến mà cho học hỏi những cái kinh nghiệm của các anh chị đi trước, và cũng như là giống như là tình nguyện vào hội Tết sinh viên năm nay, thì và cũng như để cho các em ôn lại cái nền văn hóa mấy ngàn năm văn hiến của chúng ta, xin quý vị đừng có ngần ngại mà đến tham gia và ủng hộ hội Tết sinh viên vào 3 ngày một lần nữa, 16, 17 và 18 tháng 2, tức là mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết tại OC Fair and Event Center. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc qua số điện thoại 714-388-6711, 388-6711 hoặc vào trang nhà hoichotet.com. Như Minh Phạm cũng biết rằng về truyền thống của người Việt Nam có rất nhiều những cái lễ hội. Thì bây giờ mình có Tết Nguyên Đán rồi nè. Dạ vâng. Bây giờ tổng hội Tết sinh viên có bao giờ nghĩ tới là trong năm mình sẽ bắt đầu có lễ Tết Trung Thu, sẽ Tết hội hè, chẳng hạn là như vậy, đã có cái dự tính nào ở bên phía ban tổ chức chưa? Dạ vâng, thì trong cái này thì chúng em vẫn đang lên kế hoạch, nhưng mà năm ngoái chính bản thân em cũng là một người trong những ban tổ chức của Tết Trung Thu trong cộng đồng của chúng ta. Thì tổng hội Tết sinh viên sẽ gắng trong những năm kế tiếp sẽ một hy vọng sẽ tham gia vào các lễ hội khác bên cạnh cái việc tổ chức hội Tết Nguyên Đán cho quý vị, và sẽ mong muốn là mang cái nền văn hóa Việt Nam của chúng ta để cho các tất chủng tộc khác có một cái nhìn khả quan hơn, và đặc biệt hơn nữa đề cao được cái nền văn hóa đặc sắc của người Việt chúng ta, mặc dù người Việt của chúng ta chỉ xa xứ mà định cư trên xứ sở Hoa Kỳ này trong vòng 40 năm qua. Kính thưa quý vị, sau sự kiện năm 1975, hàng triệu người Việt chúng ta rời khỏi quê hương xứ sở để đi đến định cư ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng quý vị biết rằng chúng ta ngày hôm nay ra đi mang theo quê hương, mang theo cái nền văn hóa của chúng ta. Và một trong những sự kiện thành công nhất là quý vị nhìn vào những người trẻ đang ngồi đối diện với chúng tôi. Họ là những người đại diện cho chúng ta trong tương lai. Và thưa anh Minh Phạm, chúng tôi được biết rằng rất nhiều các em học sinh, sinh viên tình nguyện làm volunteer trong cái chương trình hội chợ Tết này. Khi cái sự kiện đó xảy ra, anh muốn nói gì với tất cả những người chưa biết những cái hoạt động của anh và những cái người hiện nay đang gắn bó với tổng hội sinh viên gọi là những thiện nguyện? Anh muốn chia sẻ cái điều đó với khán giả tôi ngày hôm nay, thưa anh Minh Phạm. Dạ vâng, thì em một lần nữa xin cảm ơn anh Trọng một như anh Tuấn đã hỏi em câu hỏi này. Thì quý vị cũng giống như biết đó, tuổi trẻ là tương lai của cộng đồng, tương lai của đất nước. Trước dù sao đi nữa thì đây cũng là hội Tết sinh viên do các em tình nguyện. Thì nếu mà quý vị mà có bận bịu đi nữa thì mình cũng xin quý vị hãy cho phép các con em của mình không những bên cạnh việc tham gia vào hội Tết sinh viên mà có thể chung tay tiếp sức với các anh chị và hội Tết sinh viên trong những năm sắp tới, để chúng ta có một cái cộng đồng vững mạnh hơn và có một cái nền Việt Nam, nền lịch sử Việt Nam hào hùng trên đất nước Hoa Kỳ này, và đặc biệt hơn nữa cho xứ đất nước Việt Nam của chúng ta sau này. Thì mình cũng xin nhân dịp này xin nói với các bạn trẻ là các bạn biết đó, ba mẹ mình đã bỏ công sức và đã hy sinh được ngay cả nhiều khi cả tính mạng của mình để cho các bạn qua đất nước này có những cái cơ hội học hỏi và tân tiến hơn. Thì nếu mà các bạn thương bố mẹ, xin hãy tham gia với hội Tết sinh viên và đồng thời chung tay góp sức với các anh chị trong hội Tết sinh viên để gây dựng lại cái nền văn hóa Việt Nam, nền văn hóa đặc sắc trong vòng mấy ngàn năm văn hiến này. Kính thưa quý vị, vào ngày thứ Sáu 16 tháng 2 từ lúc 4 giờ chiều, hội chợ Tết sinh viên sẽ được trang trọng diễn ra vào lúc 4 giờ chiều. Quý vị, 3 ngày Tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3, nếu quý vị muốn cùng với tất cả những người Việt ở hải ngoại lưu giữ một cái nền truyền thống văn hóa đặc biệt, nhất là ngày Tết Nguyên Đán, quý vị đến với OC Fair của thành phố Costa Mesa để chung vui với những người trẻ và chúng ta cùng nói lên một cái tiếng nói chúng ta yêu Việt Nam, yêu quê hương của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi, với anh Minh Phạm. Một lần nữa xin thay mặt cho Lilo Sài Gòn TV, chúng tôi xin cảm ơn sự có mặt của anh, góp công, góp sức để giúp cho chúng ta tự hào được về những người Việt Nam ở tại hải ngoại. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.